mọi người ơi, ai thấy Túc Túc rồi mọi người comment lên đây nha. Cho Túc thấy mọi người luôn đi ha. Hello. Mọi người ơi, có ai thấy Túc Túc chưa mọi người ha? Không biết mọi người có thấy em chưa ta? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello Phú Hải Lời ơi, ơi Túc nghe nè. Hello. Chị là gì cũng làm bữa rồi. Khỏi đi ha. Đâu đâu không mệt đâu. Ngủ nãy giờ ngủ chứ. Liệt tiên như dữ vô. Sao nãy một bữa thì ngủ rồi đó. Ngủ mà, ê chị mơ quá, chị đã mơ, chị tưởng cái like xong K2 rồi đó. Có đào không? Có. À. Có chị gục đào coi. Hello anh Việt, hello Sang TV luôn nha. Chào mọi người trong live stream của em luôn nè. Hình như chị biết tôi ghét nào đúng không? Ai? Cưng. Ai nói vậy? Ai thì nạp lên rồi trang điểm kìa. Biết ghét già đào, biết ghét già đào. Biết ghét đào đi mua cho đàn chị má. Không à. Hello mọi người, chị ơi chị đem cái bắp mèo đi. Ok chà Ruby. Ôi lộn, ok tú Ruby. Hả? Ok. Đừng không like, dạ có like đó chị ơi, nhỏ Maria ơi. Hello Nhi Lam, hello Việt Nguyễn. Hello mọi người, em chào anh Duy, em chào Sang TP luôn nha. Em chào Việt Nguyễn, em chào Phú Hải Lê, chào mọi người mới vô. Rồi, Nhi Lam ơi, xin chào Nhi Lam luôn nha. Ờ, Tú Ruby ơi, em đợi chị xíu, chị tặng xong cái mini game là chị lên kính liền cho em coi kính mắt mèo liền luôn ha. Hôm nay chị có sale mấy mẫu mắt mèo đẹp lắm luôn nha. Và hôm nay em sẽ sale thật là nhiều kính với giá là 99k cho nên mọi người tranh thủ mua nha. Sau 43 còn màu đen thôi hả? Ừ. Còn màu gì nữa không? Hả? Sau 43 còn như 7-8 cây rồi. Sau 43 7-8 cây màu đen phải không? Ừ. Ok. Màu nâu hết luôn à? Ừ. Ờ. Hello anh Văn Quảng, hello anh Thành Nhẫn, hello Lập Rơ Béo luôn nha. Hơi bị lâu rồi mới thấy hai anh vô luôn á. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ em sẽ chơi mini game thiệt là ngắn gọn, nhanh gọn, xúc tích cho mọi người mau nhận được kính luôn ha. Đó là mọi người đồng loạt cùng nhau chia sẻ livestream cho em một lần về trang cá nhân, 10 lần vào hội nhóm, và sau đó comment mẫu kính mình thích cho em thôi, không cần đố, không cần đoán cái gì hết trơn. Ok chưa ạ? Rồi, em tặng kính này cho mọi người nha. Đây, nếu như mà là nữ thì em tặng cái kính này cho mọi người. Mẫu này em đang mang, đó là màu đen, được không ạ? Nếu như là nữ nha. Rồi, anh nam mà thích kính này, anh nam comment cho em là màu vàng. Nếu như các anh nam thích kính này, ok không? Đó, một kính nam, một kính nữ cho mọi người tùy lựa chọn. Thích kính vàng thì comment cho em là vàng, kèm theo đó là ngày tháng năm sinh nha. Vàng kèm theo ngày tháng năm sinh, còn thích đen thì comment đen cộng ngày tháng năm sinh của mình. Ok chưa ạ? Gì? Họ tên. Họ tên ạ? Ok, vậy thì... À ok ok. Rồi mọi người ơi, hay bây giờ lại nha. Nếu như mọi người thích màu đen thì mọi người comment chữ đen kèm theo họ và tên. Còn nếu như thích màu vàng thì comment vàng, họ và tên. Và mọi người ơi, em chỉ chơi mini game trong vòng chỉ có 3 phút thôi. Mọi người cùng nhau chụp màn hình đã có chia sẻ livestream gửi về fanpage trực tiếp ngay vào trong 3 phút. Sau 3 phút em không nhận tin nhắn nữa nha. Ok chưa ạ? Có kính đổi màu luôn anh Duy ơi, em có kính đổi màu. Lâm Vân chia sẻ sao chị? Đây Lâm Vân ơi, chị chúc sẽ chị em chia sẻ livestream và em làm em chia sẻ livestream cho chị nghe. Từ từ. À cái gì ta? À mắt kính này liền. Đây, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream và mọi người chỉ cần làm theo em để nhận được kính luôn nha. Cái kính này là màu đen kèm theo đó là họ và tên, vàng kèm theo họ và tên nha. Vàng Lâm Thiên Nhi, ok rồi mọi người cứ comment nha. Bây giờ Tú Túc sẽ để kính trên đầu và Tú Túc sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ livestream. Chỉ có 3 phút thôi. Chỉ có 3 phút để mọi người gửi tin nhắn về fanpage cho em thôi nha. Em tặng chị cái màu vàng đi Túc ơi. Ok chị Hà Thu ạ. À. Bây giờ mọi người ơi, em sẽ nói lại một lần nữa, hướng dẫn mọi người trước thì em sẽ nói nha.
Đó là mọi người cùng nhau chia sẻ livestream cho em, gửi trực tiếp cho fanpage ngay bây giờ luôn trước khi 3 phút kết thúc nha. Rồi, thôi 2 phút thôi cho nó lẹ ha. Bấm chữ chia sẻ cho em nha. Ở dưới màn hình livestream có chữ chia sẻ, nhấp vô chữ chia sẻ cho em nè. Rồi, đầu tiên là mình chia sẻ về trang cá nhân thì nó sẽ hiện ra chữ đầu tiên, cái ô đầu tiên là viết bài, nhấp vô chữ viết bài cho em nha. Rồi, bấm ở đây nè, chọn chế độ là mọi người bấm hình trái đất, bấm chữ xong trên đây, bấm chữ đăng ở dưới đây là ok. Rồi, sau đó bấm chữ chia sẻ, chọn hội nhóm, bấm vào các cái hội nhóm ở đây cho em là hội nhóm nè. Click hết vào những ô chia sẻ ở đây cho em nha. Đó, chia sẻ thì ai chia sẻ được bao nhiêu, chụp màn hình lại bấy nhiêu cho em. Tối thiểu là 10 lượt chia sẻ nhiều nhất, ok chưa? Tối thiểu là 10 lượt chia sẻ, gửi về cho fanpage của em để mình nhận kính luôn nha. Sau đó thì mọi người comment cho em là đen kèm theo họ và tên, vàng kèm theo họ và tên để được nhận kính luôn. Ok chưa? Em lướt comment chúng ai là em sẽ lướt vô cái tin nhắn của người đó. Nếu như tin nhắn của người đó không có gửi về cho fanpage thì em sẽ không tặng kính đâu. Ok chưa? Thì trong vòng 2 phút thôi nha. 2 phút thôi mọi người ha, em sẽ bấm giờ trong vòng 2 phút. Mọi người tranh thủ chia sẻ và comment họ và tên cho em nha. 2 phút bắt đầu. Rồi ok, trong vòng 2 phút bắt đầu rồi mọi người nha. Tranh thủ chia sẻ livestream cho em, kèm theo đó là gửi về trực tiếp cho fanpage luôn. Đừng chần chừ gì nha, vì 2 phút sau 2 phút là em sẽ không có nhận cái tin nhắn nữa đâu, ok chưa? Rồi, lượt chia sẻ hiện tại là bây giờ đang dần tăng lên đúng không ạ? Rồi, tranh thủ chia sẻ cho em thiệt là nhiều luôn mọi người nha. Rồi, Đan Nguyễn Viết Thanh, ok, em thấy anh Thành nhận rồi nha. Chị Hà Tú ơi, chị muốn lấy kính thì chị tranh thủ chia sẻ livestream giúp em và sau đó comment cho em màu và kèm theo họ tên chị của chị luôn nha. Bây giờ mình bắt đầu tính comment luôn mọi người nha. Comment và chia sẻ livestream cho em. Nếu như một xíu cuối livestream em coi, ủa sao bây giờ mới có 38 lượt chia sẻ, mọi người không có chia sẻ livestream cho em hay sao ta? Em nói rồi nha, trong vòng 2 phút kết thúc, nếu như mà trong tin nhắn không có cái tin nhắn có chia sẻ livestream là em không tính đâu ha. Rồi, em tặng kính cho mọi người nên mọi người nhớ chia sẻ livestream cho em nha. Rồi, chia sẻ livestream kèm theo đó là comment cái màu mọi người thích là kính đen kèm theo cái họ tên, vàng kèm theo họ và tên, ok chưa ạ? Rồi, chỉ trong vòng 2 phút thôi. Em nhắc lại một lần nữa nha, hôm nay mình không chơi mini game câu đố, mà đó là chị ở xa ngoài Bắc em ship tận nơi cho chị luôn, em sẽ tặng kính tận nơi cho chị luôn nha. Chị chỉ cần là chia sẻ kèm theo đó là nếu như mà quay trúng chị thì chị nhận kính thôi. À, thích em nhìn thôi, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị Hà Tu. Rồi, em sẽ đeo thử kính đen cho mọi người coi nha. Đây, cái kính đen này em đang mang, giá của nó là 400k một cây. Mọi người thích em tặng kính đen thì comment cho em chữ đen kèm theo là họ và tên. Thích kính vàng thì comment chữ vàng kèm theo họ và tên. Và comment thiệt là nhiều vì em sẽ lướt comment chọn ngay ra người may mắn. Cho nên mọi người hãy comment nhiều nhiều thì mới có cơ hội trúng thưởng luôn nha. Đen Nguyễn Vinh Thanh, ok anh ạ. Rồi, ủa hình như em thấy có hai người chơi ở. Ủa sao Hà Thu với Thành Nhẫn vậy, Thành Long ơi, sao kỳ vậy Long? Rồi mọi người ơi, ai thích kính thì mọi người tranh thủ comment cho em để em lướt comment nha. Để em lướt comment tặng ngay ra người may mắn luôn ha. Mới có 42 lượt chia sẻ nè. Mọi người chia sẻ ít quá trời ít luôn á. Mọi người chưa có chia sẻ livestream thì làm sao bây giờ mình chơi mini game bây giờ mọi người ơi. Mạng không biết có bị gì không nữa. Vàng Lộc Robel, ok nha. Rồi em đã thấy comment từ từ lên rồi. Vàng Bảo Yến Trương ơi, cho em xin cái tên họ và tên sau cái chữ vàng luôn nha. Rồi chuẩn bị chưa, em chuẩn bị lướt comment để chọn ngay ra người may mắn luôn ha. Thời gian thì đang dần kết thúc. Em sẽ để cái chữ ở đây cho mọi người. Em sẽ để comment ở đây cho mọi người comment và em sẽ lướt nha. Mọi người comment cho em thiệt là nhiều nha. Ai comment nhiều thì sẽ có cơ hội trúng kính càng cao. Bảo Yến Trương ơi, chữ vàng thôi là không hợp lệ nha. Em chỉ bóc trúng người nào nhiều quá không trúng sao em. Anh Thành nhận ghê nha. Đó, hôm nay ít người cho nên mọi người tranh thủ trúng kính đi nha. Rồi, Bảo Yến Trương ơi, nếu như em bóc trúng comment của chị thì không hợp lệ đâu. Vì chỉ có chữ vàng thôi là không hợp lệ. Chị phải comment cho em là vàng kèm theo họ và tên. Chị copy lại đi xong rồi chị cứ bát vô, dán vô là được nha. Thấy Nhi Lâm, nhưng mà nãy giờ em comment là chị không thấy luôn. Bây giờ chị mới thấy, họ thấy comment của em là thấy em không thôi. Còn nãy giờ chị chỉ thấy anh Thành Nhẫn nè, Bảo Yến Trương và Hoàng Kiên được thôi à. Ok, thấy Nhi Lâm vàng, Thiên Lâm Thiên Nhi rồi, ok ha. Rồi, mọi người ơi, thời gian thì đang dần trôi qua. Mọi người tranh thủ chia sẻ like cho em nha. Có bao nhiêu lượt share là Long? Thấy em không có biểu Lâm Vân ơi, bây giờ chị mới thấy em, nãy giờ chị không thể comment của ai luôn. Nãy giờ không biết là comment có bị đứng hay không, nhưng mà không thể cùng mọi người. Rồi, vàng Lâm Vân, ok, đã thấy vàng Lâm Vân rồi ha. Vàng Hà Thu, ok ạ. À. Vàng Lâm Nhi, trời đất ơi, mọi người thích màu vàng vậy luôn đó hả? Em đem màu vàng lại cho mọi người có động lực luôn nghe. Rồi, comment cho em màu kèm theo số cái thọ tên của mọi người để em lướt comment nè. Để cho đang chạy comment. Để chị làm cái hay à? Lái xe hay gì?
comment chưa ạ? Vàng bảo gì, trời ơi chưa gì hết, bà comment dài quá. Bảo Yến chưa ơi, chị đừng comment cho em ba hàng như vậy sẽ rất là tốn comment của mọi người. Chị chỉ cần comment cho em hợp lệ nha, em không cần địa chỉ đâu, chị chỉ cần comment cho em là vàng kèm theo họ và tên. Nếu như mà comment không hợp lệ là không trúng thưởng mọi người nha. Nếu như comment trong comment có số điện thoại hoặc là có địa chỉ là không hợp lệ đâu nha, chỉ cần có là vàng kèm theo đó là họ và tên là hợp lệ, ok chưa ạ? Thống nhất như vậy nha. Rồi chuẩn bị mọi người nha, vàng Việt Nguyễn ok, vàng Hùng Lê ok nha. Trời đất ơi, mọi người thích màu vàng như vậy luôn đó hả? Rồi mọi người comment cho em là vàng kèm theo họ và tên. Sau khi mà 2 phút kết thúc, em sẽ lướt comment chọn ngay ra người may mắn tặng kính luôn. Nhưng mà nhớ nha, em mà lướt chúng ai là người em lướt vô cái tin nhắn người đó là người đó phải có gửi về cho fanpage chia sẻ livestream rồi. Chị Nhi Lâm ơi, bé Nhi Lâm ơi, em comment như vậy là không được tính nha em nha. Comment thêm cái chữ đằng sau là không được tính. Comment hợp lệ chỉ gồm chữ vàng hoặc là chữ đen kèm theo họ và tên. Còn nếu như mà dư chữ gì em không tính đâu nha. Tại vì nếu mà mọi người bấm dư thì nó sẽ lấn xuống cái comment của người ở dưới là sẽ không công bằng cho người ở dưới. Ok chưa ạ? Ok chị Phương Yến nha. Rồi em chuẩn bị lướt nha. Giống như comment của bạn Nhi Lâm là không được tính rồi nè. Comment của Bảo Yến Chương là không được tính rồi nè. Vì rất là dài là không được tính đâu. Chỉ cần comment là màu kèm theo họ và tên thôi. Hello bà Rùa ơi tham gia mini game với Túc luôn nè. Ok em thấy Hiền Nguyễn rồi nha. Em thấy Hiền Nguyễn rồi, màu vàng này nam nữ mang được hết trơn. Giá của nó là 400k một cây. Rồi bây giờ em chuẩn bị lướt, em sợ nó ẩn kìa. Em nói nãy giờ gì? Nãy giờ bà nói Túc, em sợ nó ẩn kìa. Ok nha, Nhi Lâm ơi chỉ cần comment cho chị là tên kèm theo là màu kèm theo họ và tên nha. Ok nha, rồi em thấy Nguyễn Ngâu luôn rồi nè. Nguyễn Ngâu hình như hôm qua có trúng thưởng chưa ta? Hình như là trúng ai ta? Nguyễn Ngâu trúng thưởng chưa Long? Nếu như mọi người ơi, mọi người đã trúng thưởng rồi thì trong vòng 10 ngày sau đó là mọi người không được tham gia mini game tặng kính đâu nha. Rồi ok, bây giờ em lướt nha. Em lướt cho mọi người liền luôn, lướt được chưa Long? Lướt nha. Lướt comment liền luôn nha. 10, 9, 8. Mới còn 100 xem. Sao kỳ vậy, mới còn 100 xe mà ngồi xe rất là ít luôn. Rồi, 10, 9. Nếu như em bắt trúng ai, người đó không chia sẻ livestream là em không tặng quà nha. Lúc đó là ráng chịu nha, đừng có nói em chơi hơn công bằng nha. Vì em đã giao trước rồi, là mọi người hãy chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần. Chia sẻ vào 10 hội nhóm và chụp màn hình gửi cho inbox cho fanpage của em liền luôn. Thì mới được nhận kính mọi người nha. Rồi, ok chưa ạ? Màu kèm theo cái họ và tên của mình. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 comment cho em nha, màu kèm theo họ và tên để được nhận kính em đang mang luôn nha. 3 2 1 ai đây ta? Nguyễn Ngâu rồi, kiểm tra coi Nguyễn Ngâu có trúng kính lúc nào không Long ơi. Nguyễn Ngâu chị nghe tên quen quen lắm, hình như có trúng kính hôm qua kia rồi. Nguyễn Ngâu mọi người nha. Rồi Nguyễn Ngâu comment cho chị cho em đi, trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn Nguyễn Ngâu nha. Kiểm tra coi Nguyễn Ngâu có trúng kính chưa nha. Rồi mọi người ơi, mọi người yên tâm, sẽ còn tiếp tục phần quà cho mọi người. Những ai không trúng kính mọi người cứ yên tâm nha, em sẽ có một phần quà hấp dẫn. Kính này em tặng free cho chị Nguyễn Ngâu luôn, không tốn tiền gì hết, chỉ tốn tiền ship là khi chị nhận hàng là 30k thôi. Rồi, cái kính này có mã là 2021. Em biết chắc chắn là nãy giờ mọi người trên DM mọi người chọn cái kính màu vàng này rất là nhiều đúng không? Ok nha. Rồi, kính này 400k nhưng mà em sẽ bán coi như là tặng cho những người nãy giờ có tham gia mini game tích cực. Kính nữ cưới em. Ok chị gấu nhỏ Mira đợi em xíu nha. Kính này mọi người comment cho em là 2021 kèm theo số điện thoại liền cho em nha. Em sale 149.000 cho 9 người comment nhanh nhất cho em luôn. Những ai yêu thích kính này, những ai thích cái mẫu kính này thì mọi người tranh thủ comment cho em là 2021 kèm theo số điện thoại liền luôn nha. Kiểm tra rồi chưa chị, là sao chưa có luôn mọi người, đang kiểm tra em nha. Bắt một lần thôi em ơi, có trúng hay không có trúng là cũng do bạn đó thôi, không có quay lại nha. Rồi, mẫu kính này Túc đang mang cho mọi người nha. 2021 kèm theo số điện thoại màu vàng như vậy, 149.000 một cây cho mọi người kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn. Trong này là trong thủy tinh hữu cơ, không phải là trong nhựa hay là trong meca mọi người nha. Nữ mang cũng đẹp, nam mang cũng đẹp, rất là đẹp luôn mọi người nhìn nha. Viền màu vàng trong màu da sang chảnh cực kỳ, thấy chưa ạ? Đó, ở trên đây nó có khứa khứa rất là đẹp luôn. Thấy em không? Chị thấy Hồng Nguyễn luôn nha. Rồi chị ơi em chia sẻ rồi, ok thử trương luôn nha. Rồi mọi người lấy kính này thì mọi người nhanh tay comment liền cho em nha. 2021 kèm theo số điện thoại 149.000 một cây, bảo hành 3 tháng.
149 nghìn một cây, chỉ 9 người duy nhất thôi nha. Em chốt cho điện lạnh Hòa Hưng. Ok nha. Rồi, điện lạnh Hòa Hưng 149 nghìn cho điện lạnh Hòa Hưng luôn. Em chốt cho chị Ngọc Mai Trần nha. Ngọc Mai Trần một cây luôn nè. Ok chị Ngọc Mai Trần nha, 149 nghìn một cây luôn. Em chốt cho Hoàng Hiệp một cây, ok nha. Mọi người ơi, 149 nghìn một cây ship tận nhà cho mọi người trong vòng 3 ngày là có hàng luôn nha. Rồi, bây giờ mọi người comment liền cho em nha. 2021 kèm theo số điện thoại liền luôn ha. Rồi, ok, đúng rồi Nguyễn Ngô nha. Ok chị yêu nè, ok bây giờ là được rồi ha. Em chốt cho Thanh Tịnh một cây luôn, Thanh Tính hay Thành Tính, Thanh Tịnh gì nha. Ok nè, một cây luôn, 149 nghìn một cây. Rồi, em qua mẫu nha, mẫu kính này em còn tầm 3 cây nữa thôi là hết hàng mọi người ha, chỉ có 7 cây thôi. Rồi, qua mẫu liền luôn, ai thích mẫu này thì comment cho em là 2021 kèm theo số điện thoại. Bây giờ em sẽ qua một mẫu là form mắt mèo. Form mắt mèo dành cho những ai yêu thích mắt mèo mà hồi nãy giờ đợi em đúng không? Một mẫu này xong nha, em sẽ qua mẫu khác liền luôn. Thì cái cây mắt mèo này tôi đang sale với giá là 400k một cây ngày hôm nay, còn 99.000 một cây form mắt mèo. Cái đuôi nè, cái đuôi, cái tựa tay con mèo ở trên đây rất là sang. Cái form này là form tròn, mắt mèo form tròn mọi người nha. Ở đây cái đuôi của nó nè, thấy không? Cái càng kính y như là cái đuôi của con mèo, rất là sang chảnh luôn. Trồng thủy tinh mọi người nha, trồng thủy tinh hữu cơ. Cái viền trên đây nó rất là đẹp, tạo điểm nhấn cho cây kính, thấy không ạ? Thì những ai yêu thích mẫu mắt mèo mình comment cho em là 108 kèm theo số điện thoại. Chống tiêu UV chuẩn 400 kính này rất là thời trang và thời thượng luôn. Hello Thử Trương ơi, chị Trúc nghe nè em ơi. Rồi, 108 kèm theo số điện thoại nha. Mẫu kính này cái viền của nó là viền sợi cước rất là nhỏ luôn, nữ mang lên cực kỳ đẹp. Rồi, tiếp tục qua mẫu cho mọi người coi nha. Lên kính nữ và mẫu mới cho bà gấu nhỏ Maria của em coi luôn ha. Kính nữ mẫu mới. Ồ, chị gấu nhỏ Maria ơi, mấy cái kính này là hôm bữa chị coi rồi. Chị gấu nhỏ Maria ơi, em chưa về kính mới kịp cho chị nữa. Có cái kính này nè, hôm bữa chị coi chưa chị ơi, đây là hàng cao cấp của em luôn nha. Đây hàng cao cấp là 3660, kính Gucci, có logo Gucci ở đây cho mọi người. Cái lớp Gucci này nè, nó được bọc vải mọi người nha, là một cái lớp vải rất là cao cấp cho mọi người. Có in logo trong đây, có khắc logo trong đây. Alo Thử Trương ơi, tôi bất nghe nè Thử Trương ơi. Trong này trồng bolero chống trời chống bể cho mọi người luôn, 500k một cây cho chị cái hộp Gucci đi không? 500k một cây, hôm nay em sale còn 250, màu trà như vậy nha. Kính đen gọng trắng bao nhiêu? Em bao nhiêu tiền ơi? Kính đen mà gọng trắng là cái nào anh ơi? Rồi mọi người ơi, kính này em đang mang nha. 3660 250 một cây, chống tiêu UV chuẩn 400, chống tia phân cực. Full box hộp đầy đủ như vậy cho mọi người luôn, chất cha rất cái hộp. Full box đầy đủ hộp cho mọi người, khăn khiếu đồ nem cạc đồ đầy đủ luôn, 250 một cây. Rồi em qua mẫu này nha, chị nào thích cái mẫu nữ này thì comment cho em là 3660 kèm theo số điện thoại nha. Rất là đẹp, cái form của nó là form hình cái nơ và nó ôm như vậy nè, nó là form cong như vậy, rất là đẹp, chống bụi chống khói cực kỳ hiệu quả. Bây giờ em sẽ lấy ra những cái cây này, và cây này thì chỉ có tầm vài cây thôi. Đây, đầu tiên em sẽ share cái mẫu này thì có 3 cây duy nhất. Mẫu này nha, 3 cây duy nhất thôi nha, không có nhiều mọi người ơi. Kính mắt mèo đây, ok chị lên kính mắt mèo cho em coi liền. Hồi nãy chị mới lên kính mắt mèo 108 nè, em thích mẫu này không? Em thích mẫu này 99k thì em comment liền cho chị nha, trồng thủy tinh hữu cơ. 99.000 một cây em lấy thì em comment cho chị chút liền luôn đi. Đó, 108 kèm theo số điện thoại, 99.000 một cây. Rồi bây giờ em lên cái mẫu kính này là dành cho nè. Hello anh Nam Tô, anh Nam Tô ơi, mẫu kính này đẹp nè anh ơi. Mã kính này là L gì đây? L33, còn 3 cây duy nhất nha. L33 trồng thủy tinh hữu cơ, màu này là màu xanh, trên form giọt nước rất là sang chảnh luôn. Có con cá sấu ở đây cho mọi người, có chữ la cốt ở đây cho mọi người luôn. Và bên hông cái gọng của nó là trơn như vậy nha. Đó, chống tiêu UV là chuẩn 400, 400k sale còn 99.000 một cây. Rồi, 99.000 một cây mã L33. Đó, đẹp lắm luôn. Anh Nam tôi có cái này luôn đi anh Nam tôi, đẹp cực kỳ. Hello anh Văn Đại Hà luôn nha, xin chào Cương bé luôn nè. Rồi mọi người ơi, cái kính như vậy nha, trồng màu xanh, viền màu vàng, đi ngày đi đêm được luôn. Nữ hiệu đi chị, ok Quỳnh Như, nãy chị mới lên cái kính Gucci này nè. Gucci, hiệu Gucci nè, kính này kính cao cấp 250 một cây, giá gốc 500, em thích kính này không? Nếu như thích kính này thì comment cho Túc Túc luôn nha. Đó, 3660 nha. Rồi, chọn kính mắt mèo, mẫu khác thì chị còn không vậy còn luôn em ơi. 3660 ông nội, kính Nam Tô này, Nam Tô ấy. Nam Tô ơi, kính này em còn nha, đó. Anh lấy về đẹp quá phải không? 250 một cây, hàng chính hãng cao cấp anh Nam Tô mua rồi đúng không? Anh lấy kính này thêm thì anh comment cho tốt nha. 3660 kèm theo số điện thoại để em chốt cho anh mẫu này nữa nha. 250 một cây, hộp đầy đủ. Con mã này L33. Ai lấy thì mọi người comment liền nha. Ok bé Huỳnh Như luôn nha. Ok Nam Tô lấy thì comment cho em đi. 3660 kèm số điện thoại. Mẫu kính này L33 mọi người nhìn nha, bên trong con ve của nó nè, có con cá sấu là cốt cực kỳ đẹp luôn. Em chốt cho Huỳnh trên một cây này, ok
ok nha. Rồi ok chị Huỳnh Trinh, ship tận nhà cho mọi người luôn, giá tiền là 99k một cây, ship ngoài thành 30k, nội thành 20k. Cho Huỳnh Trinh một cây, ok Huỳnh Trinh luôn nha. Rồi, ai lấy mẫu này nữa mọi người comment liền cho em L33 kèm theo số điện thoại. Lấy anh cây 3660, ok Nam Tô. Chúc chốt cho anh thêm một cây 3660 luôn nha, 3660 cho Nam Tô nè. Nam Tô 3660. Long ơi Long. Ủa sao nó ghi nhiệt độ quá cao ta? Ủa sao? Long ơi Long. Long ơi. Kính trắng đen bao nhiêu em? Dạ kính trắng đen là kính gì anh ơi? Kính này em đang mang đó hả? Kính này em đang mang là 99k một cây anh nha. Anh lấy kính này thì anh comment liền cho em luôn ha. Long ơi. Ê sao cái điện thoại của mình nó nóng lắm luôn nè Long. Nó nóng lắm, nó báo là điện thoại nhiệt độ quá cao cho nên không sạc pin được. Ghê gì? Ồ, nóng lắm luôn á, nó còn lộ đó. Ghê đi, nóng lắm. Không bình thường. Chạy đi trên đảo nổ băng mặt chị. Chó. Rồi, hello chị Tốt hả? Hello người khác chân luôn nha. Em chào nhân võ luôn ạ. Rồi, em qua một mẫu khác cho mọi người coi nha. Bây giờ mọi người ơi, em lên màu mắt mèo cho mọi người coi nha. Thì màu mắt mèo mọi người chuẩn bị nhìn nha. Màu mắt mèo mà foam nhỏ như vậy nè, mã của nó là 3028. Màu mắt mèo foam nhỏ nha, dành cho người có gương mặt nhỏ, 3028. Có kính mát không chị? Có kính mát luôn. Ngọc Thơ ơi, bên chị là chuyên về kính mát luôn nha. Hôm qua anh ghé lấy kính định rủ em đi ăn ốc mà thấy em làm chưa xong. Dạ đúng rồi anh Nam tôi, hôm qua em làm tới tối luôn. Dễ sợ. Điện thoại nóng quá cẩn thận nha. Cái điện thoại nóng quá nó còn báo lên là nhiệt độ quá cao không thể sạc pin được. Có khi nào thoại nó nổ không ta? Sợ quá. Thở quá mọi người, sợ quá mọi người ơi. Rồi, kính này em đang mang là 3028, 181 cây, giá gốc 400, trồng này trồng thủy tinh hữu cơ nha. Bao nhiêu các bạn Nguyễn Thi ơi, 181 cây, 181 cây Ngọc Thoa ơi, cái kính này nha. Form mắt mèo bên trong của nó là màu sữa như vậy, bên ngoài là màu nâu, có chữ Ray-Ban trên đây, trồng kính này được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ. Chống bám hơi nước, chống bám hơi thở luôn nha mọi người nha. Chống tiêu UV chuẩn 400. Rồi, mẫu này đặc biệt mình còn đi ngày, đi đêm được nữa nha. Có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. 181 cây, gọng này gọng nhỏ, trồng nhỏ luôn. Dành cho những ai có gương mặt nhỏ thì mình mang mẫu này nha. Mã của nó là 3028 kèm theo số điện thoại liền. Ngọc Hoa ơi, lấy cái này thì comment cho chút nha, 181 cây. Hello Đức Phùng, em chào anh luôn ạ. Gọng nhỏ có không chị? Cái này là gọng nhỏ nè bé yêu ơi, cái gọng của nó nhỏ xíu nè em thấy không? Gọng của nó rất là nhỏ luôn ha. Ngọc Thoa lấy cái này thì Ngọc Thoa comment cho Túc luôn nha. 3028 181 cây, Túc để trên đầu cho mọi người coi. Tiếp tục Túc lên mẫu kính mắt mèo cho mọi người coi nữa nha. Ok nha, lên mắt mèo cho mọi người coi nữa, sau đó qua kính nam. Các anh nam đợi em xíu nha, em lên kính liền cho các anh coi luôn á. Mọi người đợi em xíu thôi. Rồi, em lên cái kiểu mắt mèo form tròn như vậy. Cái gọng này nó sẽ to hơn cái gọng hồi nãy mọi người nhìn nha. Ở đây nè, nó là như vậy nha. Đó, sọc cái chỗ này. Còn chỗ này nó có bọc kim loại cho mọi người đằng sau đuôi kính luôn. Rất là đẹp, rất là sang. 181 cây form mắt mèo này. Mã của nó là 019 form mắt mèo tròn nha. Tức mang lên cho mọi người coi, trời đất ơi nó sang chưa. Mẫu này là sang lắm luôn, còn trẻ trung nữa. Trung niên mang cũng được mà trẻ trung mang cũng được. Form này nghiêng về hướng trẻ trung ha. Rồi, màu kính này 019, 181 cây. Màu khói đi ngày đi đêm được luôn. Tấm tiêu UV chuẩn 400. Viền của nó là viền nhựa mọi người nha. Kính này nè, nó tràn viền luôn mọi người thấy không. Ở ngoài là không có viền. Cái này ở bên trong là viền nằm bên trong nha. Đây cái viền của nó nằm bên trong. Kế kính ôm mặt không chị? Có luôn Thảo Thu nha. Có kính ôm mặt luôn mà nó là dòng kính đi đêm đi ngày dành cho nhân viên văn phòng luôn. Nhưng mà giá của nó hơi đắt là 700k một cây. Nhưng mà hôm nay sale còn 350. Rồi mẫu kính này 019 form mắt mèo, ai lấy comment cho em nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây kính này. Long ơi, Long coi cho mình chị cái kính mà Long. Dạ. Kính 350 đó, kính gì chị quên rồi. 350 mà mẹ á, Diên Linh á. Diên Linh à, chị Ngọc Nhứ nè. Không. Đây, đây mọi người nha, hello Như Lê luôn nè. Không đúng cú pháp hô thương vậy mẫu ngần Nguyễn Ngân ơi. Rồi mọi người nhìn nha, em lên cho mọi người coi cây kính Diên Linh này luôn ha. Rất là đẹp, có chữ Diên Linh trên đây cho mọi người. Đây là kính của mẹ mọi người nha, Diên Linh. Ở đây có logo của Diên Linh cho mọi người luôn. Thì form kính này là form kính nó cong như vậy, nó ôm sát mặt mọi người luôn. Hello Quang Trinh, tôi chào Quang Trinh, hello Như Lê luôn nha. Mẫu kính này nó sẽ ôm sát mặt cho mọi người như vậy. Cho nên nếu như những ai, cảm ơn Hoàng Kiếm à, những ai mà đi ngoài đường đi nhiều nè, đi xa nè, hay là công việc mọi người thường xuyên phải đi ngoài đường thì mình nên chọn cái mẫu kính này vì nó ôm sát mắt mọi người luôn, bảo vệ mắt cực kỳ
tốt chống tia UV chuẩn 400, chống ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV và laptop. Cho nên kính này là kính chuyên dụng cho những ai mà mình làm việc trước laptop lâu mọi người nha. Rồi, mã kính này em đang mang là 2112, cái cây 2102 nha. 2102, cái chồng của nó là chồng hình chữ nhật. Cái màu của nó rất là đẹp, phối giữa màu trà với màu khói, nó ra một cái màu nhẹ nhàng như vậy, rất là đẹp. Kính này ra được đổi màu nha. Đi vô đổi màu. Gì? Đâu phải cái đó màu đúng không? Rồi, bao nhiêu vậy chị? Kính này 350 một cây, dòng cao cấp Ngọc Thao ơi. Kính này 350 một cây, cái phong của nó là phong cong như vậy, y như là cái cài của mình cài luôn nha. Mẫu này nam nữ đều mang được hết trơn, chống tiêu UV là chuẩn 400. Những ai mình thường xuyên làm việc trước máy tính, màn hình điện thoại, mình nên chọn cái mẫu kính này nha. Chống tiêu UV chuẩn 400 mọi người ha. 350 một cây, kèm hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Hộp của nó sẽ là hộp này mọi người nha, hộp của Mẹt luôn. Kính này của Mẹt nha. 350 một cây, hơi bị xi sang. Bảo hành cho mọi người 3 tháng khi mọi người mua hàng bên em. Đó, mẫu kính này nam mang cũng được, nữ mang cũng được, mang lên nhìn nó rất là sang trọng, nó rất là chi thức. Bảo đảm với mọi người những shop khác không bao giờ có mẫu kính này của em, là do bạn của ông chủ em mang rất là sang, rất là đẹp, cho nên ảnh mới lấy về, ảnh bán luôn đó mọi người. Rồi, mà kính này em nhập về có mấy cây thôi, cho nên ai lấy thì mọi người comment cho em nha. 2102 kèm theo số điện thoại cho em liền luôn. Rồi, bây giờ em lên tiếp mẫu mắt mèo nữa nha. Mẫu mắt mèo phong này dành cho các chị nữ luôn nè. Đó, rất là sang luôn. Thì mẫu này nha, dành cho 24 tuổi đổ lên đi, mình mang mẫu này nó hơi đứng một xíu. Trong này trong mắt mèo, kính tràn viền, tràn ra viền luôn. Có logo Gucci ở đây cho mọi người. Đó, gọn to như vậy nha, sang chảnh cực kỳ, mình đi đêm được luôn. Mã của kính này là 9304. 9304 kính Gucci, trồng tràn viền luôn. Cái viền của nó là ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài mọi người nha. Em cảm ơn anh Việt Nguyễn, Việt Nguyễn chia sẻ livestream cho em đi. Đây, kính này trên đầu của em nha, 181 cây, giá gốc 400k, xe còn 180, rất là rẻ luôn. Rồi, em lên tiếp kính nam đi. Nãy giờ mọi người kêu em lên kính nữ, mọi người không mua là em buồn lắm luôn. Em sẽ lên kính nam cho các tình yêu của em luôn nha. Kính nam thì em sẽ chọn OK Ngọc Thơ ơi, chị lấy cái mã nào vậy chị ơi, chị cho em xin mã luôn nha. Bây giờ em sẽ lên kính nam cho mọi người coi. Và kính nam là form hình chữ nhật như vậy nha, rất là ngầu. Form hình chữ nhật này có thương hiệu đến từ Boucher mọi người nha. Trong Polaroid, chống trời, chống bể, chống xước cho mọi người luôn. Các anh nam của em mang kính này lên, em nói gái chết hết, chết mê, chết mệt luôn nha. Em khỏe không? Dạ em khỏe luôn. Gia Khang ơi, em chào anh luôn ạ. Ngọc Tha ơi, chị lấy mẫu kính nào chị cho em xin mã đi chị ơi. Mẫu này là 9304 nha, 9304. Còn mọi người nhìn nha, ở đây nè, cái cúc màu vàng này nó được làm bằng gỗ. Ti gỗ này là gỗ vân cao cấp mọi người nha, rất là đẹp luôn. Em cảm ơn anh Việt. Trên đây có chữ, trên đây nè, nó có khắc chữ Boucher cho mọi người nữa. Ở đây màu vàng này, nó sẽ được làm màu vàng ngay chỗ này nữa. Được làm bằng titan, không bong, không róc, không xét, không gỉ, bảo hành cho mọi người 3 tháng, kính chính hãng luôn. Khi mua hàng sẽ được tặng kèm hộp chính hãng cho mọi người luôn nha. Kính Boucher rất là ngầu dành cho nam. Những anh nam nào mang kính này lên em nói thiệt, chưa có bồ là thành có bồ luôn. Dễ thương lắm nha, mã là 8814, 350 một cây, giá gốc 700. Hôm nay em sale còn 350 thôi, ai lấy mọi người tranh thủ comment cho em nha. Em qua mẫu liền cho mọi người liền luôn. Thì cái cây này nó còn có, em lên mẫu khác cho mọi người coi, đó là cây này nha, 8503. Mọi người ơi, mọi người có thấy em không mà sao em thấy bị đứng comment mất tiêu rồi. Rồi, cái cây em đang mang đó là 8503, là một cái form dành cho cả nam cả nữ luôn. Nam nữ đều mang được, đó là dòng thể thao mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người đang thấy em không? Nếu như mọi người thấy em thì mọi người comment liền cho em thấy mọi người luôn nha. Còn nếu như mọi người thích em sale cái dòng rẻ rẻ là 99k thì mọi người la lên đi. Em sẽ bóc vài cây kính lên em sale 99k cho mọi người luôn ha. Mẫu kính này 8503, trồng Polaroid, chống trời, chống bể, y chang như cái kính em mới giới thiệu là 8814 này luôn. Cũng có giá là 350 luôn nha. Khánh Linh Thái lên, bạn chị Vi không anh, bạn chị Vi mua kính ủng hộ em rồi đúng không? Bên đây mọi người nhìn nha, có chữ Boucher rất là sáng ở đây cho mọi người. Từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su rất là êm ái cho mọi người luôn nha. Đằng sau đuôi kính có bọc kim loại nữa nè, bên trong như vậy có tráng phản quang. Yêu em đó hả, yêu em thì mua kính ủng hộ em đi anh ơi. Đây có tráng phản quang cho mọi người. Thì lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV và laptop. Em nghe cho mọi người coi nha. Đây, kính này 8503, giá của nó là 350, có hộp đầy đủ cho mọi người được luôn. Khi mọi người mà mua hàng, mọi người sẽ được thanh toán, là mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền nha. Rồi, mẫu này 8503 kèm theo số điện thoại, 8503 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha.
Mọi người thích cái màu kính nào, mọi người có thể la lên cho em biết được không? Để em lấy kính lên, em la cho mọi người coi. Em lên kính đổi màu cho mọi người coi. Là cái dòng 8503 em vừa lên luôn, nhưng mà nó là màu trắng. Nó đắt hơn 100k, nó là 450 nha. 450 cái kính này mọi người nha. Ra ngoài nắng, gặp nắng nó sẽ chuyển thành màu đen cho mọi người. Còn nếu như vô trong mát thì nó chuyển thành màu trắng cho mọi người luôn. Em mới bán ở triển lãm đúng không? Dạ không có anh ơi, em không có bán ở triển lãm nè. Em nói chưa có bộ, Thanh có bô luôn. Chưa, có thiệt không? Thiệt luôn, mang kính này vô chưa có bồ là hành. Không có bồ là hành, có bồ luôn kìa. Rồi, mọi người ơi, ai lấy thì... Ai lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Ủa sao đem view bank 309 kìa? Hỏi bên kia coi. Sao mà em thấy comment bị đứng á mọi người ơi. Rồi, mã kính này ai lấy mọi người comment cho em nha. Màu kính này đó là kính trắng đổi màu ra đường. Nếu gặp nắng thì nó sẽ chuyển thành màu đen. Còn nếu như mà vô trong mát thì nó sẽ chuyển thành màu trắng cho mọi người nha. Đi ngày đi đêm được luôn, rất là tốt cho mắt vì nó là trồng bolero. Chống trời, chống xước, chống bể cho mọi người nha. Ai lấy mẫu này mọi người comment liền cho em luôn ha. Giá của nó là 450 một cây, 8503 vít. Rồi, ở đây có ai thích mọi người ơi, ai thích kính nào mọi người có thể là comment lên đây đi cho Túc thấy để Túc lên kính cho mọi người được không? Vì rất là nhiều kính Túc không biết lên mẫu nào cho mọi người có hết trơn á. Mọi người comment lên đây đi cho em thấy để em lên kính cho mọi người nha. Bên kia nó sao không? Ai làm gì? Mát lạnh lạnh, em làm nước này nó hơi đỡ nóng xíu nha, nóng quá. Hello anh Tuấn Mạnh đang làm gì đó, hôm nay mọi người có đi làm không? Mọi người ơi, mình tám chuyện một xíu ha, em thấy mọi người không có comment lên gì hết trơn nè. Kính đẹp luôn đi cùng người đẹp hả? Anh Tuấn Mạnh ơi, anh mang lên anh còn đẹp hơn em nữa đó, anh thì đẹp trai lên luôn đó. Mọi người thích mà em like cái mẫu kính nào mọi người comment lên nha. Làm gì đâu, đang ở nhà xem người đẹp. Anh Việt không đi làm hả? Anh Tuấn Mạnh hôm nay không đi làm hả? Anh Đạt ơi, anh Đạt đang làm cái gì đó? Anh Đạt có bồ chưa? Chưa có bồ đúng không? Chưa có bồ thì mua kính bên em đi, đảm bảo mua kính bên em xong là có bồ luôn. Mẫu giá 180 nha chị. 180 Ngọc Thoa ơi, chị không nhớ mẫu kính nào luôn. Ngọc Thoa có thể comment cho chị cái mã của nó được không? Giống như mã này là 9304 nè. 9304180 em nha. 9304180. Rồi, còn mẫu kính này nè. Mẫu này là 019 nè, Ngọc Thoa coi lại coi Ngọc Thoa thích cái nào nha. Đây, mẫu kính này là 019 nha. Ngọc Thoa thích cái nào thì Ngọc Thoa comment cho Túc Túc luôn đi. 019 nè. Thôi khỏi long lai luôn đi. No. Thôi luôn nha. Rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream cho em nha. Mẫu giá 180 nha chị. Rồi Ngọc Thoa ơi, mẫu kính này là 019 nè. Em lấy thì em comment luôn cho chị luôn đi nha em nha. Mẫu kính này đây. Rồi bây giờ tôi sẽ lên một cái mẫu kính mà cả nam cả nữ thì mình mang được luôn, mọi người có chịu không? Tên kính này nha, thì cái form của nó là form hình vuông, nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Em sẽ lấy ra cho mọi người coi nha. Đẹp lắm lắm luôn. Đơn giản nhưng mà sang cực kỳ. Đây, mẫu kính này em đang mang cho mọi người coi nè. Đây là dòng kính Cushy 5006 chưa em ơi? Chưa thì mua kính của em đi, chắc chắn là có bồ luôn đó. Gái nhìn một cái là chết lê, chết liệt, chết mê, chết mệt luôn đó nha. Rồi, mẫu kính này em đang mang các chữ Cushy trên đây cho mọi người. Bên hông có Cushy, bên hông có Cushy luôn. Kính này là 180 một cây, giá gốc là 400k, giá sale còn 180. Nam mang được, nữ mang được, chống tiêu V là chuẩn 400. Mẫu Cushy ôm mắt giá 200 rồi còn không chấp trả còn luôn chị Maria ơi. Đây, cái mẫu Cushy mà ôm mắt nè là cái mẫu. À, em còn có mẫu LV nữa nè, chị thích không? LV này cũng tốt luôn nè, LV này là hàng cao cấp luôn nè. Đây, kính LV này chị lấy không? LV thì nó có chữ LV ở đây cho chị nè. Bên hông nó có logo LV nữa nha. Chị gói nhỏ Maria ơi, 803, chị lấy cái này không? Lấy cái này thì chị comment cho em nha. Cũng ôm mắt cực kỳ luôn mà nó còn sang nữa. Nó đơn giản nhưng mà nó sang nha. Mẫu LV này nhiêu vậy Long? Rồi, mua xe chị 180 đó chị ơi. Xe cho chị còn 180, em còn có cỡ 2-3 cây thôi. Cho nên sale 180 luôn. Hồi lúc trước em bán là 250. Hôm nay em sale còn 180, chị có lấy chị comment cho em mã của nó luôn. Là 803 nha. 803 kèm theo số điện thoại cho em đi nè. Dấu nhận Maria ơi. Còn cái mẫu này là 83 8431.
8431 là mẫu này em đang mang lên nè, cũng là form ơ mắt, kính cushy hàng cao cấp 500 cell 250. Hiện tại thì bên em đang có hai cái mẫu cushy này là 250 nha, là đang sale đó, giá gốc tới 500 lận. Hai kính này, mã đen tay trên tay anh đang cầm là 3660 kèm hộp đầy đủ. Mã đen đang mang trên mặt là mã 8431, chị gỗ nhỏ Maria ơi. Chị có lấy kính này chị comment cho em nha. Rồi. Ừ. Nhiều thiệt chú á. Ừ. À, vậy lấy bóp lên xuống đi. Em thùng xuống rồi lấy bịch lên. Bỏ vô không thùng biết, luôn. Không biết ai bày. Rồi, ok, Ngọc Thoa 8431 không phải là 188, 8431 là 250 nha Ngọc Thoa yêu dấu của Túc ơi. Đây, bên trong của nó là màu kem như vậy, bên ngoài của nó là có chữ Gucci, có logo Gucci ở đây cho mọi người nha. Trong này trong bolero, chống trời, chống bể cho mọi người luôn. Ok, Ngọc Thoa 250 một cây Ngọc Thoa nha, kính đây là hàng cao cấp, có hộp đầy đủ cho Ngọc Thoa luôn. Có hộp đồ đầy đủ luôn nha, hơi bị đẹp, hơi bị chất luôn ha, mẫu kính này nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ qua mẫu khác cho mọi người luôn ha. Thì em sẽ share cho mọi người mấy cái mẫu mà 99k nha, em share cho mọi người 99k một cây để em lấy cho mọi người coi. Kính lan bay này đi ha, thôi kính này hôm qua có người mua đâu sao. À, kính này em share cho mọi người 99k mà chỉ có một cây duy nhất thôi hay sao. Kính này mã của nó là 8073 nha, 8073, 99k một cây. Hơi bị đẹp, hơi bị sang, thấy chưa. Một cây duy nhất thôi, không có cây thứ hai nha. Cây này còn sót lại, xe 99k luôn. 8073 kèm theo số điện thoại. Một cây duy nhất, một cây thôi ạ. Rồi, mã kính này nữ mang nha, nam không mang được. Một cái này là dành cho nữ nè. Hello anh Huấn Tạ ơi, bị lâu rồi mới thấy Huấn Tạ trên live stream của em luôn á. Rồi, trong này trong thủy tinh hữu cơ chống tiêu V chuẩn 400, màu đen viền vàng rất là sang, mọi người thấy chưa ạ? Màu sang lắm nha. Bên đây mọi người nhìn nè, cái càng kính của nó là như vậy, phối hợp giữa màu đen, màu vàng, màu đen. 99k một cây luôn nha. Ủa mọi người mình nhé, ghê chưa, ông nội tấn mạnh là tôi chết nha. Ông nói vậy là em ế bồ luôn đó nha, không ai thèm cua em luôn á. Em bắt đền anh luôn đó, em bắt anh nuôi em luôn á. Rồi, mã kính này 8073, ai lấy mọi người comment nha. Nhớ anh quá à, hi hi. Cái gì vậy, nhớ anh quá à, anh đi chơi video với em luôn đó hả. Ok, 8073 cho chị gấu nhỏ Maria hết rồi mọi người nha. Có một cây duy nhất nè. Rồi, để em coi còn kính nào để không, để em like cho mọi người coi. Rồi, cái cây kính này luôn, L33 màu vàng. Ấy lộn, L12, một cây duy nhất L12 màu vàng này, kính la có 99k nha. Mẫu Gucci màu xám xám. Hết rồi chị ơi, Gucci màu xám xám đó là cái này nè, cũng là 3660 đó. Nhưng mà nó hết màu đó rồi, nó chỉ còn màu nâu, em mới về màu trà thôi. Màu khói đó hết rồi chị yêu ơi, còn màu trà này thôi nha. Rồi, mẫu em đang mang L12 99k một cây trồng thủy tinh hữu cơ. Hôm bữa em sale 180, hôm nay em sale còn 99k. Một cây duy nhất, ai lấy mọi người comment liền cho em luôn nha. Mọi người comment liền cho em luôn nha. Một cây duy nhất thôi là L12 kèm theo số điện thoại. Ok Ngọc Thoa, em chắc cho chị mẫu đó rồi nha. Rồi, mẫu này còn ai lấy không ạ? Nếu mà lấy thì mọi người comment cho em liền luôn là L12 kèm theo cái số điện thoại cho em nha. Một cái lộ là lộn 99k một cây. Bảo hành cho mọi người 3 tháng khi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng trước khi mà mình thanh toán tiền luôn. Mua kính có khuyến mãi gì nữa không em? Dạ anh ơi, mua kính nếu như... Giá hả? Giảm giá cũng... Giảm giá luôn rồi đó, từ 400k xe còn 148, alo, xe còn 149.000. Rồi cái này cũng 400k nhưng mà còn một cây cho nên xe 99k, ai nhanh tay thì lấy cái này nha. L12 lấy chị luôn đi, ok. Rồi, gấu nhỏ Maria ơi, chị lấy cái nào luôn chị ơi? Chị lấy cái nào vậy? Chị gấu nhỏ Maria ơi, chị lấy cái nào thì comment cái mã cho em luôn nha. Nãy giờ hình như em chưa thấy chị comment mã phải không ta? Gấu nhỏ Maria ơi, chị lấy cái 8431 hay là chị lấy cái nào chị comment cho em đi. À, gấu nhỏ Maria là 8073 rồi nè. Rồi, chị gấu nhỏ Maria lấy cái 99 này luôn không? 99 này luôn nè. Đẹp lắm, kính này nha, sáng bóng cực kỳ. Bên trong có logo con cá sấu cho chị luôn. Ok, L12 cho gấu nhỏ Maria rồi, hết nha. Rồi, 8073 này bà lấy luôn rồi. Rồi, cái kính Gucci này mọi người ơi, mã của nó là 5205. 5205 Gucci, hello Văn Hùng ạ. Đây, trồng màu xanh có logo Gucci ở đây cho mọi người nha. Có chữ Gucci được khắc tia laser ở đây cho mọi người lấy luôn. Ok, chị bấu nhỏ Maria. Trên đây nè mọi người nhìn nha, cái gọng kính của nó rất là đẹp. Mã kính này 5205, 99k một cây. Đang sale cho mọi người, hôm bữa là 180 đang sale đó. Hôm bữa em sale 180, hôm nay em sale còn 99. Ai lấy mọi người comment cho em, tăng độ máy lạnh lên xíu hay là giảm độ xíu cho lạnh đi Long, đực quá. Rồi, mọi người lấy kính này thì mọi người comment cho em liền luôn nha. 5205 kèm theo số điện thoại, mẫu nữa nào khác không đẹp chút. Dạ có chị ơi, để em lấy luôn cho chị nha, để em coi cái đã.
Rồi, mẫu kính này là năm 2005 này, chị có nhận Maria lấy luôn không? Rất là ngầu luôn nha. Rồi, kính này ai lấy thì mọi người tranh thủ comment liền cho em nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn nè. Hơi bị xinh nha. Chưa mở rồi. Rồi, em qua mẫu nha. Cái này nè, anh Văn Hùng ơi lấy cái này hôm là cái này luôn đi. Mềm, lộn định nó 100 rồi đó. 99k một cây kính Gucci có hộp đầy đủ cho mọi người, bảo hành cho mọi người một cây duy nhất. Rồi, em qua mẫu. Em lấy cái kính nữ này nha. Đây, có cái kính nữ này nè, chị gỗ nhận Maria ơi, không biết là chị có thích không nha. Em lên kính này cho chị coi là cái form nó là form hình nơ, ơ mắt là form nơ cong như vậy nha. Nhiều, dạ, cái kính hồi nãy á, năm 2005 á là 99k một cây. Chị lấy luôn không? Chị lấy luôn đi, đang sale rẻ lắm luôn á. Ủa, cái kính hồi mới cầm văn nó mất tiêu. Lấy luôn, ok, hôm nay bạn gần kính sale quá trời luôn. Hôm nay những cái mẫu này là chị nhớ không gì? Có nãy đưa mã mà. Rồi chị gấu nhận Maria comment cho em đi, 5205 đi. 5205 kèm theo số điện thoại nha. Nãy giờ là 3 cây rồi đó. Rồi 3 cây là được miễn phí ship, chị comment cho em nha. 5205 liền luôn chị ơi. Rồi. Dễ thương quá à. Cảm ơn anh Hùng. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này là form nơ cong 400 cell 108, kính này kính Chanel. Chị gấu nhận ơi, chị comment cho top là 5205 đi để trúc chốt cho chị cái mẫu Gucci đó nha. Tại vì lấy luôn là các bé nhân viên không biết lấy luôn cái nào đâu. Rồi kính này họa tiết của nó là như vậy đó, điêu khắc như vậy nha mọi người nha. Trong màu trà, ok chị yêu gấu nhỏ luôn, em thấy rồi nha. Chồng này đi ngày đi đêm được luôn, chồng này chồng thủy tinh hữu cơ, form ôm vô mặt như vậy. Mọi người nhìn nha, sang chưa ạ, đơn giản nhưng mà cực kỳ sang. Thì giá của nó là 108, mã của nó là mã gì đây? 5325. Hello Đặng Vĩ, hơi bị lâu rồi mới thấy Đặng Vĩ với livestream của em luôn đó. 5325 mà ta. À, 5325 108 một cây. 5325 108 một cây. Chị gấu nhỏ Maria ơi, cái form này đẹp nè. Form này sang nè, đó nó đơn giản như vậy thôi. Chị thích cái này không? 108 một cây nè, chị lấy cái này luôn đi. Kính này là kính Chanel nha. Có chữ Chanel khắc trên càng kính cho mọi người luôn. Ở trên đây nè, có khắc tia laser chữ Chanel bằng tia laser mà mọi người cầm cái kính lên mọi người mới thấy được nha. Mấy cái này chị có hết rồi, ok vậy em qua mẫu cho chị liền luôn ha. Em qua mẫu nha. À, cái kính này chị có chưa, kính Gucci mà cái form như vậy nè, cái màu dễ thương luôn. Hello Đặng Vĩ, tôi bắt chào anh luôn nha. Form vu như vậy mọi người nha, 108 một cây kính Gucci như vậy, nhìn nó rất là thời trang và thời thượng luôn đó. Chồng này là chồng vuông. Để anh chụp hình nè, em đeo vô đi. Để anh chụp hình nè, đeo vô đi em. Mẫu nào mới được chứ. Cho trên mẫu đi. Lương Quyền, ok, em lên kính nam trên coi liền nha. Rồi, mẫu kính này mọi người nha. Đó, dành cho nữ nha. Má của nó có kính nào đẹp không? Dạ có luôn, lưng quýt ơi, em lên liền tranh coi. 9294 9294 mọi người nha. Ai lấy mẫu này comment cho em 108 một cây 9294. Bây giờ em sẽ lên nam cao cấp cho mọi người coi nha. Lên nam cao cấp đây. Đây, em sẽ lên kính nam mà ngầu ngầu cho mọi người coi. Cây mới hồi nãy đó, mới hồi nãy đó là cây này đúng không? 366 hả? Hay cây nào? 3660 hay cây nào? Anh gửi cho em coi nè. 36 phải không nè. Kính nam màu khói, ok Lê Hùng, để em lên kính nam màu khói cho anh nha. Rồi, đầu tiên mọi người đợi xíu em sẽ lên cái kính nam mà màu đen cho mọi người coi trước là kính này. Mở ra mở vô được luôn, ok năng tôi nha. Rồi, trong này trong bolero chống trời chống suốt cho mọi người, có chữ Boucher trên đây cho mọi người. Can kính của nó là màu bạc, tạo điểm nhấn cho cái kính cầu kính cong, cầu kính ngang, cầu kính cong trong hình tròn. Bên hông có chữ Boucher màu trắng ngay chỗ này cho mọi người luôn nha. Mẫu kính này bên trong có trắng phản quang 350 một cây, giá gốc 700 có hộp đầy đủ luôn. Mã là 8722, hàng cao cấp bên em, ngầu lắm luôn. Dành cho nam nha. Mẫu này 8722 có hộp đầy đủ cho mọi người. Hàng cao cấp 700k một cây, hôm nay em sale còn 350 luôn nè. Rồi, anh Lê Hùng ơi, anh lấy comment cho em nha. Anh Luân ơi, Luân Good ơi, Luân Quyền ơi, lấy thì comment cho em liền luôn. Mẫu kính này là 8722 kèm theo số điện thoại. Rất là sang, chống tiêu V chuẩn 400. Mẫu kính này chống tiêu phân cực, chống chày, chống bể, chống vỡ cho mọi người luôn. Ở trên mặt trước của nó có chán một cái lớp nano cứng, mình có thể là chống chày được luôn nha. Rồi, em qua cái kính nam mà màu khói cho anh coi luôn. Từ từ để em lựa kính nam màu khói cho anh nha. Đây, kính nam màu khói anh comment cho tức là L35 đi. Không nhìn thấy hình rồi. Không thấy luôn luôn, Good ơi, có bị sao không? Anh thấy anh vô lại giúp em nha. Ở đây có chữ la cốt cho mọi người, bên hông càng kính có con cá sấu ở đây. Có chữ la cốt trên đây cho mọi người, trồng này màu khói đây. À, xác mình địa chỉ chỗ nào vậy Thanh An? Dạ anh Tuấn Anh Nguyễn ơi. Tuấn Nguyễn Anh ơi, shop em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh nha. Đây ngay cầu vượt 3 tháng 2 với Nguyễn Chi Phương.
Rồi, kính này em đang mang cho mọi người là màu khói nha. Thì giá của nó là 180 một cây. À lộn, đang sale 149. 149 nghìn một cây là giá của nó. Còn giá gốc trên shop em đang bán 400k một cây. Mọi người comment cho em mã là L35 kèm theo số điện thoại. 149 nghìn một cây, màu khói như vậy nha. Rất là trong luôn, thấy không ạ? À? Trong ven như vậy, đi ngày đi đêm được luôn. Dạ ok, anh Tuấn Anh Nguyễn luôn nha. Nóng quá. À, người thì đẹp chứ mua kính về sao quá hả? Đâu có sao quá đâu anh ơi, anh đeo lên không chừng còn đẹp hơn em nữa đó. Em là nữ, em mang kính nam lên nó chưa có chuẩn đâu. Các anh là nam, các anh mang lên sẽ ngầu hơn nữa đấy nha. Rồi, mẫu kính này em đang lên cho mọi người. Mã của nó là L35, 149.000 một cây là màu khói nè. Anh nào thấy, anh nào thích thì anh đã comment cho em liền luôn nha. Là L35 kèm theo số điện thoại, đi ngày đi đêm được luôn, trồng màu khói viền màu đen. Có con cá sấu la cốt ở trên cái mặt kính rất là đẹp luôn. Trồng này trồng thủy tinh hữu cơ, không phải là trồng nhựa hay là không phải là trồng meca nha. Rồi, em qua tiếp cái dòng cao cấp cho mọi người coi. Thì đây, cái dòng này là dòng butcher mọi người nha. Dòng butcher như vậy, form giọt nước y chang em nói nãy giờ luôn. Em cảm ơn anh Hùng. Đằng sau nè, có tráng phản quang. Cái gọng này được bọc cao su ngay chỗ này luôn nha. Có một lớp cao su chỗ này cho mọi người. Và lớp cao su này mình có thể là xoay, xoay qua xoay lại được luôn, thấy không ạ? Xoay được luôn nha. Thích thì để màu đen ở đây cho em, còn nếu như mà không thích thì quay lại màu vàng như vậy. Đó, hơi bị sướng thấy chưa ạ? Màu vàng ở đây nha. Đây, cái màu trắng này sẽ được làm bằng kim loại, không bong, không tróc, không xét, không gỉ. Em mang cho mọi người coi mở ra mở vô được luôn. 350 một cây. 8515 dòng cao cấp dành cho các anh trai của em luôn. 8515 kèm theo số điện thoại nha. Dòng cao cấp giá là 350 một cây. Ôi ơi, hơi bị sướng. Có hộp đầy đủ luôn. Khi mọi người mua hàng bên em, mọi người được quyền kiểm tra hàng, coi hàng có bị chày, có bị sướng không, có đúng như con bé trên livestream nó nói không, có thích không, có cảm thấy là đúng mẫu đúng mã không. Nếu như mọi thứ đều ok hết thì mọi người mới thanh toán tiền. Còn nếu như mà mọi thứ là bị chày, bị sướng hay là không đúng mẫu đúng mã thì trả lại cho shipper giúp em luôn ha. Rồi, ai lấy mẫu này thì comment liền cho em luôn nha. Mã của nó là 8515 kèm theo đó là số điện thoại luôn, được không ạ? Lẹ lên mọi người ơi, vì em chỉ còn lại ít phút nữa thôi là sẽ kết thúc livestream rồi. À, rồi, bây giờ để em coi mọi người thích kính nào nữa, mọi người comment lên đây đi để em lấy kính lên em like cho mọi người coi luôn nha. À, cái mẫu này nè, 6129 trong Polaroid y chang như cái kính em vừa giới thiệu cái chức năng của nó. Có điều mẫu mã của nó là khác thôi, mẫu mã nó là như vậy nha, 6129 mẫu mã như vậy. Có chữ butcher bên trong cho mọi người. Màu vàng sẽ được làm bằng titan, không bông, không róc, không xét, không gỉ. Trong bolero chống chày, chống xước, chống bể cho mọi người. Về tháo cái tem này ra cho em nha. Trên đây có khắc chữ butcher cho mọi người luôn, hơi bị xinh nha. Mẫu kính này nam mang vô ngầu lắm luôn. Rồi, hello anh Đỗ Sơn luôn ạ. 6129 kèm theo số điện thoại cho em nha. Em sẽ giao hàng tận nơi cho các anh kiểm tra hàng luôn. Và 3 ngày hàng sẽ tới nơi cho mọi người. Phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k luôn đó ạ. Nam tôi, anh lấy mẫu kính nào nữa không ạ? Anh lấy mẫu kính nào nữa, anh comment cho Tóc đi. Bán gì đây má? Bán kính đó ông nội Đỗ Sơn ơi. Chúc Tóc bán kính nha, ông mua kính ủng hộ Tóc đi. Rồi, mẫu kính này là dòng kính cao cấp dành cho nam. Ai lấy mọi người comment cho Tóc là 6129 kèm theo số điện thoại luôn nha. Em cảm ơn anh Hùng. Chúc anh Hùng ngày mới vui vẻ à. Chúc mọi người ở đây ngày mới vui vẻ luôn nha. Rồi bây giờ em lên cái cây kính cao cấp này, y chang như cái chức năng của nó thì vẫn là y chang như cái dòng butcher nãy giờ em giới thiệu thôi. Có điều mẫu mã của nó là khác. Trong này trong hình chữ nhật, form này form chữ nhật nha. Đó, ở đây nè thì nó là hình chữ nhật, nó bo bo cong cong ở dưới đây. Ở đây nó có ba cầu kính luôn, cầu ngang màu vàng, cầu ngang màu đen, cầu ngang màu vàng ở đây nữa. Bao nhiêu em dạ? Lê Toán ơi, cái cây này 350. Có chữ butcher ở đây cho mọi người, màu vàng hai sọc ở đây ha. Mã là 1805, bên trong tráng phản quang cho mọi người đầy đủ luôn. 1805, 350 một cây, ai lấy mọi người comment liền cho em nha. 1805 kèm theo cái số điện thoại, 350 một cây. Giá bên em giá gốc 700k, sale trên livestream còn 350. Hello anh Răng Hạnh nha, hơi bị lâu luôn, thấy Răng Hạnh cho livestream của tốt luôn á. Rồi, mọi người ơi, 1805, em còn vài cây thôi, tầm 2-3 cây thôi rồi. Ai lấy thì mọi người comment cho em nha. 1805 kèm theo số điện thoại đây, em test tiêu về trực tiếp cho mọi người coi trên livestream luôn. Đó, bên em bán kính là em sẽ bảo hành cho mọi người 3 tháng và bao mọi người tiêu về luôn nha. Nếu như mọi người mua kính về, mọi người đến những cái cửa hàng gần nhà mình test kính thì không thể chấm tiêu về, bên em sẽ là 300% cho mọi người luôn. Ok chưa? Rồi, mẫu kính này nha. 1805, ai lấy mọi người comment liền cho em. Anh Răng Hạnh ơi, bữa giờ anh đi đâu mà anh không vô chơi livestream với Tốt vậy? Anh Lê Tán ơi, anh có lấy mẫu này không? Nếu như anh lấy mẫu này thì anh comment cho Tốt Tốt đi. Mã của nó là 1805 anh nha.
Rồi mọi người ơi, mọi người có thích em lên mẫu nào nữa không? Nếu như mọi người thích mẫu nào thì mọi người có thể là comment lên đây đi, để em lấy kính lên em tặng cho mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người còn thấy em không? Hả Long? Mọi người ơi, mọi người còn thấy em không? Nếu như mọi người gặp... Hả? Dạ đi. Rồi, nếu như mà mọi người không comment nữa, mọi người bị đứng comment mất tiêu rồi. Gặp em, anh Tài mới ngủ thôi. Anh hỏi cho live stream với em ngồi đây, nói chuyện một mình giống bị tự kỷ luôn đó. Mọi người ơi, nếu như mà mọi người không thấy em nữa à, mọi người không comment cho em nữa thì em kết thúc live stream đó nha. Mọi người đã bỏ ra em rồi, em buồn lắm luôn. Tủi thân là em tắt live stream là em sẽ khóc luôn. Giờ mới vào xem được đây luôn, gót ơi, kính nam đẹp xịn đây. Trời đất cơ, tôi lên nãy giờ ông nội ơi, 350 một cây, giá gốc 700.000. Hôm nay xe 350 có hộp đầy đủ cho anh luôn, trồng bolero, trồng này chống trời, chống bể, chống xước luôn nha. Rồi trồng màu đen, viền màu đen, cầu màu vàng gọng, màu vàng đen. Rồi ôi nó đẹp, nó đẹp xuất sắc luôn đó anh ơi. Nè cái mẫu này nha, chữ Boucher màu vàng ở đây đẹp lắm. Không bông, không tóc, không gỉ, không xét cho mọi người. Bên trong chán phản quang, thì cái lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi, laptop. Em không có mẫu mới mà. Đúng rồi, gấu nhỏ Maria, em chưa về kịp mẫu mới nữa chị yêu ơi. Oh. Rồi, à, mọi người ơi, mọi người không mua kính, mọi người cũng có thể tán với em được mà. Rồi, ai lấy mẫu kính này, mọi người comment cho em nha. 1805, 350 một cây. Anh Luân ơi, anh Luân thích kính này không? Anh Luân thích kính này, anh Luân comment cho em đi. 1805, kèm đe số điện thoại cho em liền luôn nha. 350 một cây, có hộp cho anh đầy đủ luôn. Một cái hộp đã mất tiêu rồi. Đây, 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 có hộp đầy đủ luôn, đẹp lắm. Cái này mình có thể làm quà tặng cũng được nữa mọi người ha. Đó, rất là sang luôn, dòng này dòng thể thao, cái khác nào. Dạ ok, em lên thêm một mẫu nữa, sau đó sẽ kết thúc live stream nha. Đây em lên cho mọi người coi, cái kính này là nữ mang được luôn mà. Kính này là 3026. 3026 này chị gói nhỏ ơi, kính này là nữ mang rất là sang luôn chị nha. Nam mang rất là ngầu, nữ mang rất là sang. Cái mẫu này nhìn sáng gương mặt lắm luôn. Có chữ Ray-Ban trên đây, trồng này là trồng kính nha mọi người nha. Trồng thủy tinh, gọng màu vàng, trồng thủy tinh, màu khói như vậy. Rất là sang chảnh, rất là đẹp, mọi người thấy chưa? Đó, sang lắm luôn. Rồi, ai lấy mẫu này thì mọi người comment cho em nam nào. Được, kính này là kính nam anh nha. Mẫu này là dòng unisex bên Ray-Ban sản xuất ra. Dòng unisex nam nữ đều mang được, rất là sang trọng luôn. Kính này mình có thể là đi cả ngày cả đêm được luôn mọi người nhìn nha. Đi ngày đi đêm gì cũng được hết trơn á. Hơi bị tích, 350 một cây, có hộp Ray-Ban đầy đủ cho mọi người luôn. Rồi, bây giờ mọi người ơi, tôi xin phép mọi người là sẽ kết thúc live stream luôn nha. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Tối nay tầm 7:45 tôi sẽ live stream tiếp. Có gì mọi người vô chơi với em nữa nha. Đừng có bỏ em một mình nữa nha. Bye bye mọi người.